Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Thúy Miên cùng chương trình Sống khỏe cùng IDC Live xin được mến chào toàn thể quý vị khán giả. Chương trình được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ trên kênh IDC Live với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành sẽ giúp cho quý vị có thêm thật nhiều những thông tin về sức khỏe hữu ích. Quý vị thân mến, chỉ với vài phút lướt qua các trang web tin tức, mạng xã hội, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những quảng cáo về tinh bột nghệ giúp làm đẹp da và chữa bệnh đau dạ dày. Sự thực thì bạn đã hiểu rõ công dụng của tinh bột nghệ hay chưa? Để giải đáp cho các câu hỏi thắc mắc trên, ngày hôm nay chương trình Sống khỏe cùng IDC Life đã đồng hành cùng với dược sĩ Trần Duy Khanh. Xin chào dược sĩ, cảm ơn dược sĩ đã đến với chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn MC Thúy Miên. Xin chào quý vị khán giả. Thưa dược sĩ, khi mà chúng ta đã mắc bệnh đau dạ dày rồi thì thường là lo càng thêm lo, vì thế tâm lý ảnh hưởng dẫn đến tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn. Lúc này thì tâm lý tìm đến nhiều phương pháp chữa bệnh là điều hiển nhiên đúng không ạ? Và một trong những phương pháp được sử dụng khá nhiều trong chữa các bệnh đau dạ dày là dùng nghệ với mật ong. Liệu điều này có căn cứ khoa học hay không, thưa dược sĩ? Như tôi vừa chia sẻ đấy, thì từ xưa các cụ nhà ta cũng như là dân gian đã truyền tay nhau là chúng ta dùng khi mà bị các bệnh lý về dạ dày hoặc là trào ngược dạ dày hoặc là các bệnh lý về viêm loét dạ dày ấy, thì hay sử dụng nghệ và mật ong để ăn trường kỳ cũng như là trộn xay ra là bột nghệ và trộn với mật ong để ăn. Thì y học hiện đại ngày nay nó cũng có những cái nghiên cứu để chứng minh là việc sử dụng như này nó có hiệu quả. Vậy thì có phải ai cũng có thể sử dụng tinh bột nghệ để chữa bệnh đau dạ dày được hay không, thưa dược sĩ? Khi mà người ta sử dụng tinh bột nghệ ấy, thì thường đa số là sử dụng khá là tốt với dạ dày, bởi vì nghệ nó có hoạt chất là curcumin, nó khá là tốt so với cơ thể và nó có cái tính hoạt chất là kháng viêm cũng như là làm lành vết thương. Tuy nhiên là có một số các đối tượng bệnh nhân như sau là tuyệt đối tức là rất là thận trọng khi mà sử dụng tinh bột nghệ. Đầu tiên đó là phụ nữ có thai, bởi vì bột nghệ thì nó có cái tác dụng là làm tăng nhu động, tăng co bóp của tử cung, như thế thì với khi mà dùng nghệ thông thường hàng ngày ăn ở củ nghệ thì có thể cái hàm lượng nhỏ nó chưa có vấn đề gì cả. Nhưng mà khi mà sử dụng dưới dạng thuốc hoặc thực phẩm chức năng với cái hàm lượng rất là lớn thì có thể nó sẽ gây kích thích hoạt động của tử cung, nó sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi, có thể làm sẩy thai. Đối tượng thứ hai là những bệnh nhân mà mắc bệnh lý về đường mật này, tắc nghẽn mật này. Vì nghệ nó cũng có một cái hoạt tính là làm tăng cái cơn đau cũng như là làm co bóp cái đường mật ấy. Thì nó sẽ làm cái bệnh nhân mà đang có cái bệnh lý như này nó sẽ tăng cái nguy cơ bị các bệnh lý về đường mật nhiều hơn. Thứ ba là các bệnh nhân mà tức là có thể trạng là thiếu máu. Vì nghệ thì nó có cái hoạt tính là làm phá ứ rồi tăng hoạt huyết máu. Thì với những bệnh nhân mà thiếu máu như thế, khi dùng nghệ mà với liều lượng cao ấy, nó lại gây là tình trạng là sa sẩm mặt mày, dẫn đến thiếu máu, có thể là ngất. Đối tượng thứ tư cũng nên là thận trọng khi sử dụng, đó là các bệnh nhân mà trước khi mổ. Vì nghệ nó có cái hoạt tính là làm kháng đông như thế, làm phá huyết. Thì khi sử dụng trước khi phẫu thuật ấy, nó sẽ dẫn đến nguy cơ là chảy máu, không cầm được máu. Mật ong thì được xem như là một trong những vị thuốc của đông y. Với riêng công dụng của nó với dạ dày thì sao ạ, thưa dược sĩ? Liệu mật ong có tác động như thế nào đối với dạ dày ạ? Mật ong đã được dân gian sử dụng rất là nhiều trong khá là nhiều các lĩnh vực cũng như là các cái hiệu quả trong cuộc sống. Và y học cổ truyền cũng như là y học hiện đại cũng đã chứng minh được là cái công dụng của mật ong. Và trong y học cổ truyền thì mật ong vừa là một phương thuốc bổ cũng như là một chất có tính kháng khuẩn. Trong mật ong thì có rất nhiều các đường có nguồn gốc từ hoa quả như là fructose này, glucose này, các axit amin, các vitamin như là A, B1, B6, B12 và các carbon hydrate.
Mật ong thì có tính kháng khuẩn, vì vậy trong một số trường hợp thì để điều trị cũng như là tính kháng khuẩn của mật ong ấy, nó còn tốt hơn khi việc sử dụng kháng sinh trong một số trường hợp. Mật ong còn được sử dụng trong điều trị những cái cơn đau và các cái vết loét. Thưa dược sĩ, về chủ đề ngày hôm nay thì chương trình có nhận được câu hỏi của một vị khán giả như sau. Em năm nay 37 tuổi, vừa đi khám và được kết luận viêm dạ dày tá tràng. Liệu em có thể sử dụng mật ong và nghệ để trị bệnh hay không? Em sợ uống nhiều sẽ nóng và nổi mụn như bạn bè nói. Điều này có đúng hay không ạ, thưa dược sĩ? Cảm ơn câu hỏi của quý khán giả đã gửi đến chương trình. Trong câu hỏi của bạn thì bạn không đề cập đến bạn là đến cái trường hợp của bạn là có bị nhiễm vi khuẩn HP hay không. Nếu mà bạn nhiễm vi khuẩn HP thì nên tiến hành điều trị vi khuẩn HP với liều kháng sinh theo một liệu trình. Sau đó thì bạn có thể sử dụng nghệ để nghệ và mật ong để điều trị. Bạn nếu mà bạn lo lắng về cái việc là sử dụng nghệ mật ong nó có nóng hay không thì chúng ta có thể là dùng dùng những loại mà ví dụ là tinh bột nghệ này hoặc là nghệ nano này thì nó sẽ hạn chế được tác dụng phụ. Tuy nhiên là bạn có thể chưa cần dùng đến những phần đấy mà có thể dùng dùng chính những cái tinh bột nghệ trộn với mật ong và kết hợp ăn uống những cái thức ăn mát ví dụ như là hoa quả này rồi các loại rau má, các loại rau mát thì hoặc là đỗ đen ấy, thì nó sẽ làm có thể là giảm cái tác dụng phụ trên nóng trong của mật ong và nghệ. Xin là cảm ơn dược sĩ Trần Duy Khanh với những cái chia sẻ rất hữu ích cho khán giả của chương trình vừa rồi ạ. Quý vị thân mến, hy vọng là qua những chia sẻ của dược sĩ Trần Duy Khanh vừa rồi về căn bệnh đau dạ dày thì quý vị đã có thêm cho mình những thông tin sức khỏe hữu ích để có thể phòng bệnh và chữa bệnh một cách tốt hơn. Để được tư vấn kỹ hơn, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số hotline 0823 800 102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tư vấn bác sĩ 115a@gmail.com. Chương trình Sống khỏe cùng IDC Live đến đây là kết thúc và xin chúc cho quý vị khán giả sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe để tận hưởng được những niềm vui trong cuộc sống. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.